Tên Việt. Tôi cô tên Việt. Nhắc đi luôn nói nay tại chính tăng trình chứ đây là cháu bên của AI. Tôi đã cấp cháu bên của Việt Nam và tất tuyển chúng ta đã hút thấp chỗ ngôi nữ ví dụ trên hắn và trên đẹp chúng ta hút ngôi nữ nên tôi có thể suy nghĩ cháu bên có ai là cháu bên chỗ nhui phúc bắt đầu tu tu cấp đến trung cấp nên sử dụng AI là kết quả tốt nhất là tôi nghĩ tôi có thể dùng ngồi AI Magic nên chúng ta có thể dự án nông nữ bằng trao đổi nông nữ ai ai có ai là giáo viên ai có thể nói tiếng Hàn tốt nhất là chương trình tiếng Hàn là phổ cập cao cổ nên có ai có thể nuôi vui nuôi hút vàng đen tối nên có thể có ai có thể dài nuôi hút môi bắt đầu nhồi bắt đầu môi bắt đầu nên có thể sử dụng AI để dạy tiếng Việt môi nhồi hốc nhồi ăn cúc nên chúng ta có thể viết lắm viết lắm Juan ngồi AI Magic cô ơi là đã hút tiền hành trong 5 năm nên cô ấy có thể ngồi thiền hành tốt nhất cô thể giải nhồi học AI muốn học tiếng Việt nên tôi có thể làm việc với cô ấy bị cô ai là cô kỹ năng tốt nhất về tiền hành tôi vừa mới kêu giáo viên
Tân thật thân thật thân thật thân. Nhạc gì chỗ ông ở nhà nãy anh chi tầm tuổi tâm mơ cao vẻ nhỏ bé nhoi bên nào và bàn tay đầu người chết chủ chúng ta đã ngồi và ngồi chuyện đúng nhỉ vô lại anh tặng và khen đang ồ chúng ta hôm nay có một chút sư ni về châu và biết châu sẽ làm gì lúc con xuống lại cô về nữ châu có thể sẽ là núi núi thấp tiếp núi tiếp châu xuống châu chân nâng dự tốt tê tư thế hải nai sang thuê hệ khách sao thật sự là ngôi có thể mang đến những quý và hạnh phúc. Chứ này thì tôi xin về việc cháu sẽ cho tân một tiền thân tốt nhất xuống những chương trình quả quốc tôi mình. Từng tuổi cũng đã nói về việc
Sao có thể sẽ làm chịu như chăm sóc chạy tôi học hỏi từ phút xuống. Có lẽ chào sẽ gian tôi rằng học cách hướng bạn chăm sóc các cải thao và những công về tài sản để lên luôn thân thật. Từ đó, tao sẽ cho nên mạnh mẽ và vững vàng không có những trái tim tốt đẹp mà tao có thể xuyên lại cho mỗi nhối sinh quản cô ấy. Nhối mà chúng ta nổi đen cũng có thể sẽ là nhối không chẳng tao về cuộc sống và những kỹ năng mà tao cần có lẽ có ai sẽ là nhối giải tao khắc chăm sóc mọi chữ một cách tốt nhất. Tôi tin chẳng có ai có thể giúp cháu phát triển một cách tốt nhất. Các cơ hội và câu trả lời có thể cháu về này là ai và vì sao lại quan trọng. Cháu về là người mà tôi thấp và cảm thấy có thiền năng chặt lòng trong việc nuôi tiếp những giá trị tốt đẹp sau có khả năng mang đến nghiệp vui và hạnh phúc cho người khác. Đưa đồ kiện chào cho nền quan trọng trong tương lai. Đủ giá trị và cộng đồng. Cháu sẽ làm gì trong tương lai? Cháu có thể học cách chăm sóc cái cội. Cái cội. Làm các công việc tại thanh bà những bạn. Đây là những kỹ năng sẽ chưa cháu cho nên cùng làm mẹ con và có thể chưa này những giá trị tốt đẹp cho thể hết sáu nhưng mà bạn nhắc đến là ai gọi là nhớ của thể tôn vậy chỗ tôn trả chào trong cuộc sống giúp chào học hỏi những kỹ năng còn sống bạn những cảm hứng tạo qua sẽ là nỗi hố chỗ nỗi chào phát triển một cách tôn trọng. Vì sau này thì cháu sẽ là một chuyện tốt nhất vì cháu vô vàn tinh thần lãnh để chúng ta có khả năng tìm lại tiếng vui trò mô nhôi xung quanh. Chứ này không thôi xin rằng cháu sẽ cho thành mô người tốt cô tầm ăn hướng kịch đồng tôi quả minh bảo người các đúng cố gắng.